Anh Phi chào các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay, anh Phi đang nghiên cứu cái ATM 8801-6 với những cái hình ảnh của công chúa Frozen, rất là dễ thương. Và đây là một cái túi đeo luôn nha các bạn nhé. Đây là một cái túi đeo, nó giống như cái ba lô của chúng ta vậy thôi. Và tất nhiên là tiền ở đây nó sẽ hút vô được nhé. Nhưng mà trước hết thì anh Phi cần mở cửa để anh Phi lấy tiền ra cái đã. Thì lắp pin vào. Và ban đầu của nó lúc nào cũng sẽ là 4 con số 0 hết nha các bạn nhé. Nhưng mà để sử dụng được thì cái này nó nâng cấp hơn. Ngày xưa thì một là các bạn nhấn bát nó sẽ tự mở cửa hoặc các bạn mở tay. Hai là các bạn sẽ dùng cái vạch vân tay. Nhưng cái thứ ba này á, cái này nữa là một cái tính năng mới nữa, đó chính là nó cảm ứng đèn nha. Bây giờ thì anh Phi sẽ sử dụng cái tính năng vân tay trước nha. Anh Phi nhấn vào đây một cái, rồi xong anh Phi nhấn 4 con số 0. Bắt đầu ban đầu của nó lúc nào cũng 4 con số 0. Sau khi nó mở cửa xong thì anh Phi sẽ mượn đây một tờ tiền, anh Phi đóng cửa lại và anh Phi sẽ cho nó nuốt thử ra nha. Nuốt, đó, các bạn thấy nó nuốt tiền không? Rất là dễ thương. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ chuyển qua cảm ứng bằng đèn ha. Anh như nhấn cái đèn này nó sáng lên là chúng ta sẽ chuyển qua cảm ứng bằng đèn ha. Khi mà nhấn cảm ứng bằng đèn nó sẽ có âm thanh nhảy ten 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 trong á ha. À, rồi sau đó chúng ta sẽ 1 2 3 4, sau khi đúng password thì nó sẽ tự chạy nó mở cửa ra. Và các bạn đặt một cái câu hỏi với anh Phi rằng là thay đổi password như thế nào. Bình thường các bạn thay đổi không nổi đâu, các bạn đọc bằng tiếng Anh, tiếng Hoa ở đây nó rất là khó. Bây giờ anh Phi đã nghiên cứu rồi, các bạn cần dùng một cái ngón tay ha. Đây, để nó xuống đây cho dễ nha. Các bạn dùng cái ngón tay các bạn đẩy cái chốt màu đen này nè, các bạn đẩy lên nha. Sau đó các bạn dùng cái ngón cái các bạn giữ phím sau luôn, giữ hai nút này lượt nè, giữ cái này và giữ cái này luôn. Sau đó các bạn bấm một cái số bất kỳ nào đó, 1 2 3 4, xong kết thúc quá trình này bằng phím thăng. Xong các bạn buông hết ra ha, là lúc này nó sẽ trở thành 4 con số các bạn bấm. Mà lúc nãy thì anh Phi bấm 4 con số 1 nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ thử coi. Khi các bạn nhấn một lần á, mà các bạn bấm nó ra cái âm thanh những cái bài nhạc á, thì các bạn nhấn thêm lần nữa nha. Rồi 2 3 4, ok chưa. Rồi tới đây thì cái mã ATM giỏ sách hình ảnh của hai công chúa Frozen với mã hàng 8801-6 thì anh Phi đã nghiên cứu xong, thay đổi password xong, cách chơi đã xong ha. Cái này thì các bạn nào mà có mua về mà gặp khó khăn thì cứ lên đây xem cái cách anh Phi làm và hướng dẫn chia sẻ cùng với các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn.